Bỏ tai nghe ra. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là gái lớn nhà anh Kato này. Hôm nay sẽ quay là bạn Borosi đi hỏi chồng. Công chúa hỏi chồng nhá. Bây giờ lớn rồi, bây giờ Hải Ninh hôm qua bảo là Hải Ninh bảo bây giờ là chả thấy có bạn trai gì. Hôm nay cho Hải Ninh đi tìm bạn trai nhé. Ok. Rồi bây giờ Hải Ninh bố bảo như này. Bây giờ như này, có một cái Hải Ninh đi xe máy chưa? Cho Hải Ninh đi tập xe máy nhá. Hải Ninh đi tập xe máy không? Hôm trước thực ra hôm trước con đi rồi gì đúng không? Hay đi tập cho nó đi. Đi tập đi, xuống dưới đằng cao có một cái sân rất là to ấy. Mình xuống ấy, mình đi xe máy xuống, mình tập ở dưới đi. Đi đi. Ừ thì xe máy không kéo cái đấy. Không, sợ nếu mà Hải Ninh không đi được thì bố sẽ đi. Đi, ok, để cho Hải Ninh ra. Hải Ninh gọi là luyện mắt tí không? Hải Ninh ngày đêm Hải Ninh cái điện thoại, nhìn vào điện thoại, nhìn vào mắt Hải Ninh con mặt đây. Nhiều mắt kìa. Bình thường mắt người ta chỉ lòi ra một tí ấy, Hải Ninh mắt lòi ra như ở mắt con cua ấy. Đó. Quá nhiều. Mắt thâm như gấu trúc còn lòi ra như con cua. Hải Ninh cái xuống bảo bác đến. Bạn con xí ơi. À, bây giờ bố xuống mượn nha. Rồi bây giờ bố mấy bạn con xí xuống mượn bác bến xe để đi nhá. Đi. Lên cho Hải Ninh. Ôi. Má nhà bà. Đấy. Má bến ơi. Cho mượn xe tí. Cho sẽ mượn xe mùi trần cho bạn con xí ơi. Kéo ra, kéo. Mở cửa, kéo mùi xe mùi trần đó. Ừ. Mở ra không biết mở. Còn không biết mở cửa luôn kìa. Phải bỏ cái khóa ra chứ. Đấy. Kéo ra. Đúng rồi. Thôi đóng kéo. Đóng ở đấy xong rồi mắc cái khóa đấy. Xe mùi trần. Thấy không, có không? Ôi đây kìa. Bây giờ bỏ ra. Hải Ninh ơi. Ôi sao nhà ông lại có cái lồng chim đây nhỉ? Lồng chim. Mèo. Nhưng mà là rốt được chim mà. Đúng rồi, ông mua cho mèo. Đây, mèo ơi. Đây, đây vào kéo xe ra. Ôi, xe này bác bến vừa mới làm mới xong. Hôm trước là không có cái đằng trước kia bác chưa sơn đúng không? Đúng rồi, hôm nay bác mới sơn. Hải Ninh vào kéo ra đi. Xe kia kia. Xe. Ơi, có đang đứng này. Kéo ra. Thì dòng xe này ra. Không, nếu mà con mà biết đi xe con phải rong được xe, con mới biết đi xe chứ. Lúc nào mà không rong không được. Hải Ninh có biết là xe nó có số không? Xe có số mình phải vào số thì nó mới vào số không mới đi được. Còn số 1, số 2 là không rong nữa. Ui. Đây, cho ra hàng kia. Bước kia, cẩn thận. Quay xe. Có sao con đấy cho thằng ngoài kia kìa, để mà con rong cái xe ấy ra chứ. Phải ngược ra. Ôi dồi ôi, Hải Ninh còn biết đi xe rồi không biết dòng xe. Thế này lúc mà kiểu là đi xe đi đến chỗ nào đấy không có người, sau dừng lại không biết đi xe kiểu gì. À không biết dòng xe kiểu gì để quay đầu xe. Ôi xe của ông bị bục nốt kìa. Đấy được rồi. Không ra. Cố lên. Quá không dòng nổi. Ủa bạn con xe đã định đẩy ra đây rồi. Từ từ đợi Hải Ninh chạy, Hải Ninh kéo cho, hỗ trợ cho. Hải Ninh ơi, đâu vậy? Để cho mọi người xem độ tài ba giỏi giang của bạn Borosi như thế nào. Rồi đâu rồi, bạn con xin đẩy cho. Đẩy. Kéo ông đổ xe ông nhé. Ui, sao nó lặng trắng nhỉ? Thôi để đấy được rồi. Để giữa đường kẹo nó cho xe ra làm sao? Để gọn vào một chỗ còn có xe này đi qua mà. Để đấy kẹo này phải dòng xe tiếp đấy. Đúng rồi, lấy xe này gắn lên xe kia. Ô thế Hải Ninh lúc bố thấy con mới là chị Hiền đâu. Chơi. Được chơi cùng chị Hiền mà. Bắt tay là đúng rồi. Kéo bị Hải Ninh chôn cho đấy, Hải Ninh cho chạy vào người luôn đấy.
chôn cất à, chôn cất. Con xin rất là bố láo vẫn dạy luôn đấy. Nào, sao đi sao làm gì rồi, không biết đường nữa à? Có đen. Đi thẳng ra chứ, đẩy thẳng ra được rồi nhé. Này Hải Ninh lại bắt đầu xoay ngược rồi. Xoay cái đầu đấy ra để mình kéo gì. Có đừng khênh thế, nó rơi bánh đấy. Nhưng mà xe này bác Bến mới, bác Bến mới sửa lại đấy, hôm trước nó không được đẹp như này đâu. Sơn lại cái này với cả là hình như mới bắt lại cái ốc này đấy. Sao vậy ta? Kéo lên. Thanh Hiền ở dưới này thấy nóng chết cha cho mẹ. À. Kéo ra ngoài kia để nắp vào cái xe màu đỏ mà. Đấy, thì bố bảo con là phải nhìn xa trông rộng, lúc đầu vừa nãy là phải bỏ cái... Không, như vậy bỏ cái xe máy ra, cái xe máy nó cản đường, sao mà đi được, có vì con phải lo cái xe máy gọn này chứ. Không, để gọn đây xong rồi cho ra kia thôi. Bây giờ này... cái cửa đấy là bác Bến cầm, bác Bến... Hải An giúp Hải Ninh kéo lại, cho xe quay lại. Hôm nay là lần thứ hai đi xe này đấy nha, hôm trước đã đi một lần rồi. Hôm trước bác Bến đi cơ. Hải An cho kéo hỗ trợ Hải Ninh đi, con Hải An cứ chơi ra. Kéo xe lại, Hải Ninh ơi kéo cái chân chống vào phát chân xong rồi đứt chân luôn. Thôi được rồi, thôi để đấy rồi, cái xe qua rồi. Nó để đấy. Thôi. Rồi, đấy, bà con gì? À thế bây giờ như này đi, không cần lắp vào xe nữa mà. Bây giờ Hải Ninh là con trâu. Hải Ninh kéo Hải An với cò, xong kéo đứa cò để xuống kéo Hải Ninh Hải An. Đó, đỡ bạn đi xe. Đi kéo đi. Bây giờ hôm nay con đi về quê. Ui, con gì đậu cổ cò kìa. Con đấy. Đấy, xả tay vào rồi. Bỏ tay ra. Quá. Đấy, đấy nó đậu xuống dưới áo kìa con đom đóm. Quay rồi, con non đó bé. Để con đi. Bây giờ bạn bà xin ra lấy xe Bến dòng ra đây. Dòng xe, đấy xe đỏ của bác Bến này. Đấy, đấy, An ơi, đấy đây để nắp cho nó mát. Nhanh. Mang xe ra đây. Đấy. Không biết nắp thì mang xuống đây bác. Bác Bến bác bày bác khách cho bạn lắp. Trông Hải An nhỉ, trông cái mặt kìa, sao nó xấu xí đến kia nhỉ. Mặt Hải An trông xấu thế nhỉ. Cái mặt đấy là cái mồm, gọi là cái mồm Hải An là cái mồm hay ăn nhưng mà lười làm ấy. An có cái mồm hay ăn lười làm cực kỳ luôn.